Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Mỗi Chủ nhật, tôi lại phải chúc mừng đức tin của anh chị em. Bởi vì anh chị em đi rất đúng giờ, chứng tỏ anh chị em rất kính yêu Chúa. Amen. Sự kính yêu Chúa thể hiện ở cái hành động của chúng ta. Khi chúng ta trông đợi, chờ đợi cái ngày chúng ta đến thờ phượng Ngài, đó chính là chúng ta tôn kính Ngài. Amen. Và lòng tôn kính của chúng ta không phải là vô ích đâu. Lòng tôn kính đó nó xây dựng một cái đời sống tin kính bên trong. Sự tin kính bên trong khiến cho anh em nảy sinh nhiều ích lợi để chúng ta được biết Chúa. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài chỉ tỏ mình ra cho những ai yêu kính Ngài. Thế giới này có 7 tỷ người, nhưng mà Chúa nói rằng không phải 7 tỷ người đều được Đức Chúa Trời tỏ Ngài ra. Chỉ những ai yêu kính Ngài thì Ngài tỏ Ngài ra. Giăng chương 14 câu 21 nói sao ạ? Ai yêu mến ta thì giữ gìn điều răn của ta. Người nào yêu kính ta thì được cha ta yêu lại, và ta sẽ tỏ cho người biết ta. Amen. Yeah. Đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Bởi vì mình phải bắt đầu xây dựng lòng tôn kính Chúa từ những hành vi nhỏ nhất. Đi thờ phượng đúng giờ, chúng ta tôn trọng trật tự của buổi thờ phượng, chúng ta yêu mến lời của Ngài, chúng ta chăm chỉ lắng nghe và tôn trọng lời Ngài. Đó chính là những điều rất nhỏ thôi phải không em? Nhưng không đâu, đã xây dựng bên trong chúng ta một đời sống tin kính và đem lại một kết quả rất lớn. Rất lớn. Cho nên tôi nhớ những ngày đầu khi tôi mới tin nhận Chúa, khi tôi quyết định đã tin nhận Chúa, tôi không bỏ bất kỳ một buổi Chủ nhật nào. Dù trời mưa hay trời nắng, dù là bận rộn cỡ gì, khi tôi đã quyết định và tôi bám lấy. Mặc dù những ngày đầu khi tôi tin Chúa, hội thánh rất đơn sơ, nó là một cái bàn đặt ở dưới tầng hầm, và mỗi buổi chiều cứ đến khoảng chừng 10 người thôi, ngồi nhóm lại học kinh thánh, ca hát, thờ phượng Chúa, thông công và đi về. Và mỗi lần đi như vậy thì rất là xa, xa lắm. Đi xuống tàu điện ngầm xong phải mất gần một tiếng. Lên khỏi tàu điện ngầm xong đi bộ qua một cái cầu phải nói rã cái chân luôn. Đấy. Chui xuống tầng ngầm, sau đó rồi thờ phượng Chúa xong đi về. Nhưng mà anh chị em tôi nhớ lại, chính cái sự trung tín đó đã xây dựng cho mình một cái nền tảng để chúng ta bắt đầu được Chúa bày tỏ những điều mầu nhiệm của Ngài. Buổi sáng hôm nay tôi rất là khích lệ bởi đức tin của anh chị em đến từ rất xa, đến từ khắp mọi nơi, và chúng ta đúng giờ đến đây để thờ phượng Ngài. Tôi hy vọng rằng những điều này sẽ được giữ mãi trong đời sống tin kính của mình và được nhân lên để cho anh chị em bắt đầu kinh nghiệm được Chúa của chúng ta là thế nào. Mỗi một chúng ta cần phải kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân. Mỗi một chúng ta phải trông đợi, và nhất định phải trông đợi Đức Chúa Trời sẽ đến một cách cá nhân trên đời sống của mình. Và Ngài đến và Ngài nói rằng: con ơi, ta đây. Khi mà chúng ta được như vậy, có nghĩa là thế giới trong lòng chúng ta mở ra. Chúng ta sẽ khám phá được thế giới thuộc linh. Chúng ta sẽ khám phá được trong cõi linh, nơi Đức Chúa Trời ngự trị có điều gì. Chúng ta sẽ biết được tất cả những sự mầu nhiệm khôn ngoan mà chỉ có ở trong Đức Chúa Trời Cha của chúng ta mà thôi. Cho nên nếu như trong cuộc sống tâm linh của mình không chịu đào sâu, không chịu xây dựng, không chịu bỏ thời giờ, không chịu đầu tư, thì quả thật dù chúng ta có đi với Chúa 30 năm hay 40 năm, có khi cả cuộc đời, thì chúng ta chỉ đi trên bề mặt thôi. Chúng ta không có ở bên dưới.
Anh chị em thấy quả đất này Chúa làm hay không ạ? Trên quả đất thì toàn là cát đá sỏi thôi, nhưng mà dưới sâu nó thì có gì ạ? Dầu mỏ, vàng, kim cương, đá quý, sắt, đồng, nhôm, phải không chứ? Và muốn khai thác thì sao ạ? Phải đào xuống. Cho nên đất nước chúng ta là đất nước có nhiều dầu mỏ đấy chứ, nhưng mà bởi vì chúng ta không biết khai thác cho nên phải đành bán dầu thô cho thế giới rồi mua xăng dầu về xài, thì chúng ta đâu có biết chế biến đâu, đâu biết sử dụng đâu. Các bạn, than đá, vàng bạc, kim cương chúng ta phải cho nước ngoài đến khai thác bán với giá rẻ mà, nhưng mà nhập về thành phẩm thì sao ạ? Đặt cát cổ. Cái điều đó nó cũng đưa lại cho chúng ta bài học về đời sống tâm linh. Cha trên trời ban cho chúng ta một kho báu, lời của Ngài, Thánh Linh của Ngài. Cha chúng ta ban cho chúng ta một kho báu về những kinh nghiệm thuộc linh của những giáo phụ đi trước, những sứ đồ đi trước, để chúng ta có một đời sống tin kính, sung mãn, giàu có, thịnh vượng và đầy dậy sự khôn ngoan. Nhưng chúng ta lười biếng và không khai thác, và đó là chúng ta lý do chúng ta sống một đời sống tâm linh già khô hạn nghèo nàn. Amen chị em. Chúng ta không trách ai được, tất cả hãy trách chính mình, bởi vì mình không đầu tư, không chăm chỉ, không xây dựng nền tảng tin kính ở bên trong, và chúng ta mất đi khả năng để có thể khám phá ra những điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Cho nên chủ đề buổi sáng nay tôi muốn thưa chuyện cùng chị em là gì ạ? Chúng ta phải biết sự khôn ngoan là gì. Hay nói nôm na, chúng ta phải biết kho báu của Chúa dành cho chúng ta thực sự là gì. Khôn ngoan là kho báu. Khôn ngoan là kho báu. Người nào sống trên đời này có sự khôn ngoan thì đời sống người đó đầy dẫy vui mừng, phải không em? Đầy dẫy bình an, đây vậy những sự thịnh vượng thuận lợi mà chẳng có rắc rối nào cả. Cho nên giá trị của sự khôn ngoan thật thì cực kỳ to lớn. Nhưng ở đời này chúng ta cần phải biết nắm bắt nó. Nghe chưa đủ, chúng ta nghe về sự khôn ngoan đó chỉ là thông tin thôi, còn có được sự khôn ngoan để vận dụng trong đời sống mình mới là giá trị. Amen nha. Đó mới giá trị. Chứ còn nghe thì ai mà chẳng nghe, đọc sách thì khắp nơi. Cho nên hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khai thác đề tài này. Và tôi tin rằng nguyện Đức Thánh Linh gieo vào tất cả chúng ta những điều Ngài muốn, để cho tất cả anh em mình không còn sống một đời sống tâm linh nghèo nàn nữa, không còn khô hạn nữa, nhưng chúng ta phải trở nên giàu có trong đức tin. Amen. Chúng ta trở nên những ngọn lửa của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta không thể nào chấp nhận một đời sống thuộc linh sụp sụp, nay nóng mai lạnh, hôm nay đầy quyền năng nhưng mà ngày mai thì còn như biến đâu mất, chẳng thấy đâu. Không thể. Chúng ta được Đức Chúa Trời định cho để sống một đời sống dư dật và sung mãn. Cho nên trong châm ngôn trong phục truyền chương 29 câu 29 đã anh chị, Chúa nói rất rõ ràng, phải không ạ? Những sự bí mật thì thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, song những sự bày tỏ thì thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời. Đây là chân lý mà tất cả chúng mình phải nắm lấy. Sự khôn ngoan được định nghĩa đó là sự mầu nhiệm và những sự bí mật. Thì nếu nó không phải là mầu nhiệm bí mật thì chúng ta tìm kiếm làm gì? Tại sao phải tìm kiếm? Đúng không? Nếu nó không phải là sự mầu nhiệm và bí mật thì ai cũng biết. Thì chúng ta đâu có người thấp người cao, đâu có người bại người thành, đâu có người đau khổ người sung sướng. Cho nên ở đây Kinh Thánh định nghĩa sự khôn ngoan chính là bí mật và mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ngài giữ, Ngài có trọn bản quyền về điều đó, không ai ép Ngài phải làm điều gì hay chia sẻ điều đó được cả. Chúng ta cần ghi nhớ chân lý này. Sự khôn ngoan thuộc riêng một mình Đức Chúa Trời,
Và Ngài muốn chia sẻ điều đó cho ai? Là tùy ý của Ngài. Amen chị. Cho nên ở đây Kinh Thánh mới nói những sự mà tỏ ra đó thì mới thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta. Còn những sự nào mà chưa tỏ ra thì là của Chúa. Không ai đòi hỏi được. Không ai đòi hỏi. Đó, anh chị. Anh chị em mình nhìn thấy đó. Tại sao trong những thế kỷ gần đây nền văn minh của loài người tăng trưởng một cách vượt bậc? Chỉ cần cách đây vài trăm năm thôi, đi đâu phải đi bằng ngựa, đúng không? Muốn vượt đại dương thì phải đi bằng thuyền buồm, đi từ nước nọ sang nước kia thì phải tính con số hàng năm. Còn bây giờ sao anh chị em? Lên mạng gỡ gỡ đặt cái vé cái là nửa tiếng sau có mặt ở bên kia vòng đây đó. Nên thấy không ạ? Cho nên chúng ta có thể nói rằng đó là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa không bày tỏ cho thì nhân loại này đừng có vỗ ngực xưng tên rằng là tôi tài tôi giỏi, đúng không? Nếu mà tài giỏi thì tại sao 15 thế kỷ trước chẳng có cái gì xảy ra, mà tại sao vài trăm năm gần đây thì xảy ra nhiều điều tiến bộ? Xảy ra nhiều điều tiến bộ bởi vì Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người, để con người biết nó, nắm bắt nó, khai thác nó và vận dụng nó trong cuộc sống. Đó là về mặt đời này. Nhưng chúng ta ngày hôm nay nói về kho báu thuộc linh. Vì Kinh Thánh chép rằng những sự mà chúng ta thấy bằng mắt này nó ra từ sự không thấy được. Khi chúng ta có được những kiến thức, những sự khôn ngoan ở trong thế giới không thấy được, chúng ta quả thực là người làm chủ tình hình ở trên quả đất này. Người làm chủ tình hình. Cho nên ngày hôm nay mình cần phải định nghĩa cho rõ sự khôn ngoan là gì. Là cái gì? Dĩ nhiên tôi vừa nói đó là sự màu nhiệm và sự bí mật. Đúng rồi. Nhưng đó là nội dung của sự khôn ngoan. Còn bản thân sự khôn ngoan là gì? Trong sự khôn ngoan chứa đựng sự màu nhiệm và sự bí mật. Nhưng bản thân sự khôn ngoan là gì? Để chúng ta nắm bắt. Cho nên trong Kinh Thánh ấy, khi chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta rất là nhiều lần, nhiều cách để cho chúng ta nắm bắt sự khôn ngoan. Nhất là khi anh chị em đọc sách Châm Ngôn, sự khôn ngoan kêu lên ngoài đường. Như vậy sự khôn ngoan phải làm cái gì đó khác với tri thức chứ, đúng không anh chị? Sự khôn ngoan kêu lên ngoài đường, sự khôn ngoan mời gọi người ta. Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Dĩ nhiên khi mà cách viết văn người ta có thể nhân cách hóa, nhưng mà lời Đức Chúa Trời thì sâu nhiệm lắm anh chị. Khi chúng ta đọc lời Ngài, chúng ta phải biết những cái ý nghĩa ẩn đằng sau những lời của Đức Chúa Trời. Khi tôi đọc những dòng đó, tôi không chỉ nghĩ đơn giản sự khôn ngoan là tri thức, nhưng sự khôn ngoan phải là một thân vị, sự khôn ngoan phải là một cá thể, sự khôn ngoan phải là một đấng. Bởi vì đấng đó thì mới có thể mời gọi, đấng đó mới có thể kêu lên, đấng đó mới có thể giải quyết những nan đề, đấng đó mới có thể đưa ra những giải pháp. Cho nên khi chúng ta hiểu đúng sự khôn ngoan thì chúng ta sẽ có cách tiếp cận đúng, tìm kiếm đúng. Còn nếu chúng ta hiểu sai, chúng ta sẽ có cách tiếp cận sai, tìm kiếm sai. Cho nên một câu Kinh Thánh nữa tôi nói anh chị em ở trong Cô-lô-se chương 2 câu 1 đến câu 3. Tôi đọc anh chị em nghe. Đây là lời sứ đồ Phao-lô viết cho các tín hữu ở thành Cô-lô-se. Ông viết như thế này: và tôi muốn anh em biết dường nào tôi hết sức chiến tranh cho anh em, hầu cho những người ở La-ô-đi-xê và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần xác, hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dậy chắc chắn
đến nỗi có thể thiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Phải, tức là Đấng Christ mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về sự khôn ngoan thông sáng. Anh em suy nghĩ gì về câu kinh thánh này? Câu kinh thánh này khẳng định sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ. Và trong Đấng Christ có sự khôn ngoan. Trong Đấng Christ chứa đựng tất cả mọi điều và sự mầu nhiệm kín dấu từ ngàn đời. Nếu chúng ta đọc trong Ê-sai thì Ê-sai nói rằng có bảy vị thần của Đức Chúa Trời và Ngài được xưng tặng là thần kính sợ, thần khôn ngoan, thần hiểu biết, thần mưu lực, thần mạnh sức, vân vân. Từ những câu này chúng ta mới có thể kết luận được thực chất khôn ngoan chính là Chúa Giê-xu. Sự khôn ngoan mà Solomon viết ở trong Châm Ngôn, khôn ngoan kêu lên ngồi được, đó chính là Chúa Giê-xu kêu lên ngồi được. Chúa Giê-xu rao bảo, Chúa Giê-xu mời gọi, Chúa Giê-xu giảng phúc âm, Chúa Giê-xu nói với người ta hãy đến với Ngài để được sống, đến với Ngài để biết sự khôn ngoan là gì, đến với Ngài để biết cách mà giải quyết đời sống mình như thế nào, đến với Ngài để chúng ta mới có được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Đó cũng là tại sao Kinh Thánh Giăng chương 14 câu 21 chép: ai yêu mến ta, cha ta ắt tôn quý người, và ta sẽ tỏ cho người biết ta. Biết Chúa là biết khôn ngoan anh chị em. Biết Chúa là biết sự khôn ngoan. Có Chúa là có sự khôn ngoan. Cho nên ở trong phúc âm, nhiều lần anh chị em đọc nhiều câu chuyện, và nếu chúng ta thay cái từ Chúa Giê-xu bằng sự khôn ngoan thì chúng ta sẽ thấy lý thú vô cùng, rất lý thú. Thôi kể anh chị em nghe ví dụ câu chuyện người mù Bartimê. Người mù Bartimê ngồi bên đường, hai con mắt thì mù, bản thân đi ăn mày và kêu lên: lạy Giê-xu, con vua David, hãy thương xót con. Kêu quá nhiều lần. Và khi chúng ta thấy Chúa Giê-xu bằng từ khôn ngoan thì chúng ta sẽ thấy rằng sự khôn ngoan kêu người mù đến và hỏi: ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Sự khôn ngoan có thể hỏi người ta: ngươi muốn ta làm gì? Phải người mù mới con muốn sáng mắt. Thì sự khôn ngoan nói: đức tin con đã chữa lành con, hãy sáng mắt đi, lập tức được chữa lành. Trong trường hợp này, sự khôn ngoan đã phán một lời và người mù được sáng. Nhưng trong một câu chuyện khác của một người mù thì sao chứ? Sự khôn ngoan không phán. Sự khôn ngoan lần này nhổ nước bọt xuống đất, hòa thành bùn rét vào mắt, và bảo rằng hãy đi đến ao mà rửa. Người mù này đi đến ao rửa thì mắt bèn mở ra và được sáng tỏ. Bây giờ tôi hỏi ông bà anh chị, tại sao cũng là mù mà hai cách giải quyết khác nhau? Đó mới là Đức Chúa Trời. Đó mới là sự khôn ngoan từ Chúa. Sự khôn ngoan của con người ấy, chỉ học biết giới hạn một vấn đề trong một cách giải quyết máy móc. Và nhiều khi chúng ta gặp rắc rối vì cách đó. Các bạn trẻ, chúng ta gặp rắc rối bởi vì chúng ta chỉ biết giải quyết vấn đề theo cái cách mà người ta dạy cho mình, theo cái cách mà chúng ta được đào tạo, theo cái cách mà chúng ta được mớm sẵn cho. Nhưng mà cách của Đức Chúa Trời thì khác. Cách của Đức Chúa Trời nó không phụ thuộc vào một cái khuôn mẫu nào. Và sự khôn ngoan đó được bày tỏ tại từng thời điểm,
từng vụ việc, từng con người và luôn luôn có kết quả. Amen. Đó là lý do tại sao mình cần có sự khôn ngoan. Đó là lý do tại sao mình cần có Chúa Giêsu. Hai người có cùng nan đề như nhau, nhưng mà sự khôn ngoan của Chúa cả hai cách giải quyết khác nhau. Hai người đều bệnh nhức đầu như nhau, nhưng mà một người đặt tay một cái lành, còn người kia thì bảo là hãy tha thứ cho người khác thì mới được lành. Có cách khác nhau. Cho nên thưa anh em, tôi mới nói với anh em rằng sự khôn ngoan chính là Chúa Giêsu. Sự khôn ngoan là một đấng sống, không phải là một tri thức chết. Sự khôn ngoan là đấng sống trong lòng của anh em và tôi. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời chính là đấng Christ, là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời trong Ngài chứa đựng mọi sự khôn ngoan và thông sáng. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta buổi sáng hôm nay, để biết sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, không chỉ là đọc sách, không chỉ như vậy. Dĩ nhiên phải đọc sách, nếu mà không đọc thì chẳng có cái gì cả, đúng rồi. Nhưng mình mà không chỉ dừng lại cái chuyện đọc sách, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đòi hỏi một điều gì đó cao hơn rất nhiều ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta. Anh chị em mình có muốn có sự khôn ngoan? Tôi cũng khao khát mỗi ngày, không ạ? Và bởi đó, lý do đó có bài giảng buổi sáng này chia sẻ cùng với anh chị em, để tất cả chúng ta trở thành những người khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là những người chiếu sáng đấng Christ cho thế giới này. Amen chị em. Cho nên hãy đọc cùng tôi Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 6-13. Dạ, tôi đọc anh chị em nghe nha. Hãy chú ý lời Ngài. Tôi tin rằng khi anh chị em chú ý lời của Chúa, anh chị em sẽ học được nó rất nhiều. Phải chú ý. Nói như tiên tri Tivi Giô-xê nói, lời Chúa rất kén người đọc. Sách báo rồi là tiểu thuyết không kén người đọc, nhưng mà Kinh Thánh rất kén người đọc. Anh chị em muốn lãnh hội được Kinh Thánh, anh chị em phải đọc Kinh Thánh một cách chậm rãi, hết sức chú ý, đọc đi đọc lại, và nhiều khi phải thế tên của mình vào những cái chỗ mà Kinh Thánh nói một cách riêng tư. Nếu bốn điều đó được thực hiện trong đời sống của mình, anh chị em sẽ lãnh hội được những bí mật chứa đựng trong Kinh Thánh, khiến cho chúng ta được mở tâm trí và hiểu được nhiều điều. Và bây giờ anh chị em hãy chú ý nghe tôi đọc nha. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 6. Dầu vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho kẻ trọn bề, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là kẻ sẽ hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó. Bởi chừng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự. Song lẽ như đã chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Câu 12. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó
không cậy lời nói mà sự khôn ngoan loài người dạy đâu, song cậy khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiên liêng để giải bày sự thiên liêng. Amen. Tôi nghĩ đoạn kinh thánh này cho chúng ta chìa khóa của vấn đề, chìa khóa vấn đề. Thứ nhất, trong hội thánh cần phải giảng luận sự khôn ngoan. Chúng ta không phải chỉ học những điều hời hợt, chúng ta không lặp đi lặp lại những giáo lý nền tảng mãi. Giống như sứ đồ Phao-lô nói, ông trách nhiều người, đáng lý ra bây giờ phải làm thầy rồi mà vẫn còn ngồi học những điều sơ học của phúc âm. Báp têm, người chết sống lại, đặt tay, những cái giáo lý nền tảng cứ nhai đi nhai lại, nó khiến cho chúng ta không thể tăng trưởng được. Nếu hội thánh của Chúa chỉ giảng những cái sự bề mặt không, thì hội thánh của Ngài cũng chỉ khai thác được lớp vỏ bên trên, và chúng ta không thấy được những điều sâu nhiệm bên dưới đó. Nhưng sự khôn ngoan mà được giảng trong hội thánh không phải là khôn ngoan đời này. Hội thánh không cần đem mưu kế của Gia Cát Lượng vào đây giảng, không cần. Hội thánh cũng không giảng tiểu thuyết Tàu ở đây, không cần. Cũng không cần phải đem mưu Tàu Tháo vào đây giảng, bảo là khôn ngoan. Chúng ta không cần mấy cái sự đó, không cần. Cho nên sự khôn ngoan mà được giảng trong hội thánh, nó có một điều rất là đặc biệt, là cái sự mà Kinh Thánh chép là mắt chưa thấy, tai chưa nghe, mà lòng người chưa nghĩ đến. Tức là chúng ta giảng cái gì? Chúng ta giảng những sự bày tỏ của Đức Thánh Linh. Chúng ta giảng những cái điều mà Đức Chúa Trời bày tỏ trong lòng. Cho nên thưa anh chị em, tôi nói điều này cũng để khích lệ anh chị em, và nói điều này cũng để truyền cảm hứng cho anh chị em. Vì mai mốt Chúa sẽ sử dụng anh chị em ở nhiều cương vị khác nhau. Nhưng khi chúng ta đứng trên tòa giảng này, chúng ta có một trách nhiệm rất lớn trước mặt Chúa. Chúng ta là người phát ngôn của Chúa. Chúng ta chỉ được phép nói điều gì Chúa đặt vào trái tim của mình. Và chỉ điều đó mới gây dựng dân sự và hội thánh của Ngài. Còn nếu chúng ta đứng đây để nói những cái chuyện cho vui miệng, nói những cái chuyện cười đùa, nói những cái chuyện đem giải trí cho đám đông, nói những cái chuyện đời này, nói những cái chuyện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thì chúng ta có lỗi với Đấng toàn năng không? Chúng ta đã đem lại sự chết cho dân sự chứ không đem lại sự sống cho dân sự. Cho nên khi đứng trên tòa giảng, anh chị em phải đặc biệt chú ý, hãy nói điều Đức Thánh Linh bày tỏ cho anh. Một người trưng bày, một người giảng luận là một người phải có thời gian ở rất nhiều với Chúa để hỏi xem, lạy Chúa, Ngài muốn con nói gì cho dân sự của Ngài hôm nay. Và khi Đức Thánh Linh bày tỏ, thì điều mà Đức Thánh Linh bày tỏ đó được gọi là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chính cái sự bày tỏ đấy khích lệ anh chị em, chính sự bày tỏ đó chữa lành dân sự của Ngài, giải phóng dân sự của Ngài, mở trí cho dân sự của Ngài, nuôi dưỡng cho dân sự của Ngài ngày càng tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Giêsu. Đó là bí quyết. Nếu chúng ta không biết bí quyết này, chúng ta sẽ dẫn hội thánh của Ngài đi sai lạc, và dân sự của Chúa tưởng là no nhưng thật sự đang đói. No ảo thôi, no ảo. Anh chị biết no ảo không? Khi đói quá uống nước mà nó cũng no, nhưng mà thật sự chẳng có năng lượng gì cả. Chúng ta đến nghe cũng rất là sung sướng đấy thôi, nhưng mà ra khỏi hội thánh đói, tâm linh bắt đầu đói, và về nhà bị suy dinh dưỡng thuộc linh luôn. Một thời gian sau, về dân sự của Chúa suy dinh dưỡng ha, không sức mạnh, không quyền năng, không thành vượng, không sự tăng trưởng, không có bất cứ một cái sự phát triển nào trong đời sống tâm linh kể từ ngày tin nhận Chúa. Cho nên hỏi anh chị em hãy nghe tôi, hãy cẩn thận điều anh chị em nghe. Cẩn thận, anh chị em nghe sự sống, anh chị em nghe sự không ngon,
anh chị em ăn thức ăn bổ dưỡng cho thuộc linh của mình. Nhưng anh chị em ăn những điều của đời này hay là những người cai quản đời này, anh chị em đang đem thuốc độc vào trên con người thuộc linh của mình. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói ông giảng sự khôn ngoan, ông giảng những điều mau nhiệm, nhưng ông không giảng những việc đời này, nhưng ông giảng những điều được bày tỏ từ Đức Thánh Linh qua lời Kinh Thánh này. Chị em, tôi muốn nói rằng sự khôn ngoan đời này nó khác hoàn toàn với sự khôn ngoan của Chúa. Khác hoàn toàn. Bây giờ làm thế nào phân biệt, làm thế nào mình biết mình có sự khôn ngoan của Chúa, và làm thế nào mình phân biệt giữa sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời với sự khôn ngoan của đời này. Đời này cũng có sự khôn ngoan, đời này cũng có những cái điều rất là thông sai, nhưng có sự phân biệt. Nếu chúng ta chịu khó chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy có sự phân biệt. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 30, anh em đọc sẽ thấy gì ạ? À? Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Anh em nghe sẽ thấy đó, sự khôn ngoan của Chúa nó khác hoàn toàn. Đó là nó có cái tiêu chuẩn của nó. Tiêu chuẩn đó là gì? Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời có sự công bình. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời dẫn con người ta đến sự nên thánh. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đem cho người ta sự cứu chuộc, nghĩa là sự cứu rỗi linh hồn, chữa lành thân thể, giải phóng khỏi ma quỷ và thịnh vượng trong mọi mặt của đời sống. Bất cứ một điều gì mà mình cho nó là sự khôn ngoan mà lại không dẫn đến ba điều này, thì anh chị em phải liệt nó ngay, đó là sự khôn ngoan thuộc về đời này. Chúng ta có thể kinh doanh và đạt được một món lợi bằng cái trí tuệ của mình, và chúng ta có thể khoe đó là sự khôn ngoan mà Chúa ban cho. Nhưng hãy tự hỏi, món lợi chúng ta đạt được có công bình không? Có phải vì ăn hối lộ mà có không? Có phải vì lừa ai đó, vì sập hố rồi mình có món lợi đấy không? Nếu câu trả lời là có, thì sự không quan trọng không đến từ Chúa. Đừng cảm ơn Chúa, cảm ơn Satan, đúng không anh? Rồi nữa, có thể chúng ta nói là ô tôi khôn, cho nên tôi thế này tôi thế khác. Nhưng hãy xem cái khôn đó nó có đem đời sống chúng ta hay người khác, người nghe chúng ta đến sự nên thánh không, hay là dẫn chúng ta vào sự ô uế. Mình có thể chỉ vào một người mà nói cái anh này nhiều tiền mà anh dại quá, không khôn như ta. Ta có tiền đêm nào ta cũng đi bay suốt đêm suốt trước nhà hàng, khách sạn, quán bar ta chơi cho nó đã cuộc đời, ta khôn hơn người đó, kiểu gì chẳng chết. Phải không nhé? Mình có thể nói thế, nhưng mà không ạ. Sự ăn chơi của mình phải dẫn mình đến thánh không? Nếu dẫn đến sự ô uế thì đó là từ quỷ mà đến, không phải từ Chúa. Và điểm thứ ba, nếu sự không ngon đó không dẫn con người ta đến với Đấng Christ để được nhận sự cứu rỗi, chữa lành, giải phóng và thịnh vượng, thì sự không ngon đó không đến từ Chúa. Chúng ta có thể đến một con người và chúng ta đem đủ cái thứ triết lý Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, cao đài hòa hảo, chúng ta giảng cho người đó nghe bên xong ngồi tế ghế luôn, và chúng ta có phụ mình khôn kinh khủng, giảng anh này là thuyết phục anh này luôn, nhưng mà họ ra chẳng dẫn đến Đấng Christ, không dẫn họ đến với Chúa Giêsu, không dẫn họ đến với Đức Chúa Trời, dẫn họ đi sai và dẫn họ thẳng xuống âm phủ luôn. Anh chị em ơi, sự khôn ngoan đó cũng không đến từ Đức Chúa Trời. Tôn giáo đời này nhiều lắm, triết lý đời này nhiều lắm, đạo đức đời này nhiều lắm, đắc nhân tâm viết hàng pho sách bán người kia nhiều lắm,
rồi tu luyện cái này, tu luyện cái kia, nhiều cách nhiều đường lắm. Nhưng anh chị em, tất cả sự khôn ngoan đó không dẫn người ta đến với Đấng Christ thì nó không thuộc Đức Chúa Trời. Từ quỷ mà nghĩ ra cả thôi, từ con người mà nghĩ ra cả thôi. Cho nên rất nhiều anh chị em đã tin Chúa, nhưng mà tôi vẫn nhìn thấy trong tư tưởng của họ vẫn có những triết lý đời này, vẫn có những tôn giáo đời này, vẫn có những cái chân lý ở trong một két mà họ nói là họ học ở những cái tôn giáo nào tôn giáo kia. Xin thưa, hãy dùng cái tẩy của Đức Chúa Trời xóa trắng đi. Xóa trắng để anh chị, để anh chị em có thể nhận được sự khôn ngoan chân thật của Đức Chúa Trời. Cho nên một tờ giấy nếu tôi đã viết nó như thế này rồi thì rõ ràng rất khó để viết sự gì đó khác. Để viết sự gì đó khác một cách rõ ràng, tôi phải tẩy sạch nó đi. Anh chị em yêu quý, tất cả chúng ta đều đến từ những cái nguồn gốc khác nhau, những nền văn hóa khác nhau, những truyền thống gia đình khác nhau, những tôn giáo khác nhau, những cái sự giáo dục khác nhau, xuất thân chúng ta khác nhau. Và nếu tất cả những sự khác nhau đó, tôi có thể gồm tóm trong một điều, tất cả những sự đó đều không đến từ Đức Chúa Trời, thì hãy tẩy sạch đi bởi huyết của Chúa Giêsu, để cho lòng chúng ta được sạch, lương tâm chúng ta được sạch, tâm trí chúng ta được đổi mới và bắt đầu tiếp nhận sự khôn ngoan là nhận biết Đấng Christ. Amen, chị em. Cho nên điều đó rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn, để cho mỗi một chúng ta hôm nay nhận định. Bởi vì đôi lúc chúng ta vẫn giữ lại những cái cũ và chúng ta lẫn lộn giữa sự khôn ngoan của Chúa và sự khôn ngoan đời này. Sứ đồ Phaolô khẳng định rất rõ, ông không giảng sự khôn ngoan đời này, ông không cần sự khôn ngoan đời này, ông không dương tấn sự khôn ngoan đời này, ông chỉ nói sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đó là những điều Đức Thánh Linh bày tỏ cho ông, và những người nhận được là những người yêu mến Đức Chúa Trời. Anh em đọc trong đoạn này vừa rồi, anh em thấy. Cho nên xin thưa anh chị em, nếu không bởi Đức Thánh Linh, anh chị em không thể nhận biết Chúa Giêsu được đâu. Không bao giờ. Không bởi sự bày tỏ của Đức Thánh Linh, không bởi sự mặc khải của Đức Thánh Linh, anh em không thể nào biết Chúa Giêsu và biến hóa trở nên một ảnh tượng như Chúa Giêsu. Nghĩa là anh em không thể nào có sự khôn ngoan thật của Đức Chúa Trời. Hãy nghe tôi đây, chúng ta hôm nay ngồi đây và có được một đời sống tin kính tươi mới nhận biết Chúa, tất cả không phải bởi vì chúng ta tài giỏi đâu, nhưng mà bởi vì Đức Thánh Linh tỏ cho chúng ta. Đó là lý do chúng ta cần phải vứt bỏ mình đi để có được chính Ngài. Chúa Giêsu nói, ai muốn theo ta thì phải vứt bỏ mình đi, vác thập tự giá mình và theo ta. Đó là điều kiện đầu tiên để cho chúng ta bắt đầu bước vào sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy bỏ tất cả những cái cũ kỹ của mình đi, bỏ những tri thức cũ kỹ của mình đi, bỏ những cái nền tảng cuộc đời này của mình đi, bỏ tất cả mọi điều mà mình tưởng mình có đi, bỏ hết những xác thịt, những khôn ngoan theo cái kiểu đời này, bỏ hết những tri thức theo kiểu đời này, bỏ hết tất cả những gì thuộc về tham dục của mắt, kiêu ngạo của đời, mê tham của xác thịt, phải bỏ hết, đập nát nó hết, để chúng ta bắt đầu bước đi trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Ma-thi-ơ chương 21 có nói với chúng ta rất rõ, Chúa Giêsu là tảng đá, các bạn đá góc nhà, anh em đọc sẽ thấy. Ma-thi-ơ chương 21 câu 44, Chúa nói sao? Ai rớt trên đá đó thì chặt nát, còn ai bị đá đó rớt đè xuống thì tan như bụi đất. Khi anh chị em trao cuộc đời mình cho Chúa Giêsu, anh chị em đang rớt trên tảng đá đó,
bắt buộc anh chị em phải giặt nát. Còn nếu chưa giặt nát thì chưa đâu, anh chị em vẫn đang giữ cuộc đời mình đó thôi. Chúa đi đường Chúa, tôi đi đường tôi. Nhưng nếu quả thật anh chị em trao cuộc đời mình cho Chúa, anh chị em phải giặt nát, nát hết. Anh chị em chẳng còn cái gì để kiêu ngạo, chẳng còn cái gì để nói đây là tôi, không còn để tự hào nữa. Anh em không còn dựa vào sức riêng mình, anh em không còn sống cho mục đích của riêng mình nữa, anh em đang sống cho mục đích và ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi gọi những người đó là người bị giặt nát, nát hết chân tay đầu cổ, nát hết. Và đó là khởi đầu của cuộc sống đầy dậy không ngon của chúng ta. Nát rồi Chúa dựng lên một con người khác. Chưa nát Chúa chưa dựng, phải không? Chưa dựng. Khi chúng ta nát rồi thì Chúa dựng lên. Cho nên ngày hôm nay nhiều người chúng ta có thể đi với Chúa nhưng thật sự chưa vứt bỏ đời sống mình, vẫn giữ lại đó thôi. Và đó là lý do tại sao Chúa Giêsu vẫn đang chờ đợi. Ta vẫn chờ con đấy. Ta chờ con 5 năm rồi, 10 năm rồi, 15 năm rồi. Khi nào thì con mới lao mình xuống đá để con nát đây? Và nhiều người tin Chúa nhưng không vứt bỏ mình để theo Chúa. Anh chị em ạ, tin Chúa khác, theo Chúa khác. Tin là một chuyện ai cũng tin được hết, nhưng mà theo Ngài có điều kiện. Theo Ngài phải vứt bỏ mình, vác thập tự giá mình. Thập tự giá có nghĩa là sự chết. Thập tự giá là bí riêng. Thập tự giá là sức riêng. Thập tự giá là ý muốn riêng của mình, sống riêng cuộc đời của mình. Thập tự giá có nghĩa là tất cả những điều ham muốn mà không tôn kính Chúa. Thập tự giá riêng đây có nghĩa là những cái điều mà thần tượng ở trong trái tim, như bài giảng Chủ nhật của trước tôi đã giảng cho anh chị em. Phải nát hết. Đó là điều kiện đầu tiên. Tôi nhắc lại, nếu không bởi Đức Thánh Linh, anh chị em không thể nào biết Chúa Giêsu. Và cũng nếu không bởi Đức Thánh Linh, anh chị em mình cũng không thể nào để được biến hóa giống như Chúa Giêsu. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai anh chị em, đó là chúng ta cần dành thời gian cho Thánh Linh và ở trong sự hiện diện của Ngài. Thiếu sót của nhiều người hôm nay là quá bận rộn. Bận rộn đến mức độ không còn đủ thời giờ để ở riêng với Chúa, không còn đủ thời giờ để ngồi im lặng nghe xem Chúa dạy dỗ mình điều gì. Anh em thử tưởng tượng đi, nếu tôi muốn được trở thành một cái nghề nào đó điêu luyện, tôi phải dành thời gian với thầy là người dạy tôi chứ, đúng không? Ví dụ tôi muốn làm thành thợ mộc đi, mà tôi chỉ mỗi ngày tôi gặp ông thợ mộc, ông thầy dạy tôi có một phút thôi, tôi đến tôi chào ông, hello, rồi tôi đi. Thế thì 10 năm sau tôi thành thợ mộc không? Chắc chắn là không. Cứ đến hello, khỏe không anh, rồi đi. Thế dù 100 năm tôi cũng chẳng biết bào, biết gọt, biết cưa là cái gì cả, chẳng biết đóng được cái ghế, cái bàn nào. Anh chị em hãy nghe tôi, nếu muốn trở thành thợ mộc, tôi phải dành thời gian rất nhiều để học tập bên thầy của tôi, có đúng không? Bên người dạy đó. Anh chị em hãy nghe, Đức Thánh Linh là đấng dạy mình, Đức Thánh Linh là thầy của mình, Đức Thánh Linh là đấng truyền sự khôn ngoan cho mình, tỏ sự khôn ngoan cho mình, biến hóa mình trở thành giống Chúa Giêsu, mà mình không có thời gian để ở với Ngài thì anh em biến hóa kiểu gì? Tôi nghĩ không có cách gì. Thiếu sót của chúng ta nằm ở đây. Có người nói tôi bận lắm, một sự không hiểu cho hoàn cảnh của tôi đâu. Tôi bận lắm. Anh em bận gì thì bận, chứ bận bằng thủ tướng không? Bận không? Cái ai đây bận hơn thủ tướng giơ tay thôi coi nè. Không ở đâu. Nhưng mà tôi bận. Có một thủ tướng trong Kinh Thánh cầu nguyện một ngày 3 lần. Anh em biết ai không? Cai quản 120 nước, chư hầu
của đế quốc thời bấy giờ. Một đế quốc rộng lớn, dưới ông có 120 tướng. Bao nhiêu việc của nước dồn lên. Thế mà một ngày 3 lần ông quỳ gọi để ông tương giao với chính Chúa. Đó là lý do tại sao ông có những giấc mơ đến tận hôm nay bằng cái giá trị. Đó là lý do tại sao ông giải được những điều mầu nhiệm mà các thuật sĩ khác không giải được, khiến cho ông được cao trọng và tôn cao. Đó là lý do tại sao ông bị ném vô hang sư tử mà sư tử che thịt ông không ăn. Không ăn chứ. Cho nên nếu mình nói mình bằng thì câu nghĩ đó cũng là một cái cớ nào đó. Chứ cái nguyên nhân thật không phải là bằng. Mà tôi sẽ xin thưa bên trên nguyên nhân thật nó nằm ở đâu. Tôi biết nguyên nhân thật nằm ở đây là bởi vì anh em quá khô hạn với Đức Chúa Trời. Đời sống cầu nguyện của anh chị em là vật lộn chứ không phải là vui vẻ. Anh em ngồi xuống không biết mình nói cái gì. Anh em nói mà như nói vào bốn bức tường rồi đứng dậy khô khan và anh em chán. Còn nếu thực sự đời sống anh em là ước ác với Chúa, giống như anh em có người yêu vậy đó, bận gì thì bận cho tối nay người yêu alo một cái là chạy ra ngồi chờ liền, đúng không? Chắc chắn vì tôi cũng từng như thế mà. Cho nên tôi biết rất rõ cái tấm lòng của chúng ta nó quyết định tất cả anh em. Nếu chúng ta thực sự ham mến Chúa, nếu chúng ta thực sự yêu mến Ngài, nếu chúng ta thực sự đánh giá cao Ngài, nếu chúng ta thành thật muốn tìm biết Ngài, tôi đảm bảo cho em luôn luôn có thời gian cho Chúa. Mà bằng gì đây? Chắc chắn tất cả những thứ khác hãy ưu tiên nó xuống. Bây giờ tôi ưu tiên cho Chúa của tôi. Anh em càng có thời giờ với Chúa Thánh Linh, anh chị em càng được biến lên giống như Chúa Giê-xu. Càng có nhiều thời giờ với Chúa Thánh Linh, anh chị em càng hiểu được những sự mâu nhiệm ở trong lời của Ngài. Chúa sẽ bày tỏ cho anh chị, Chúa cho anh chị em hiểu biết Ngài, nắm bắt được những điều mâu nhiệm là những điều có thể đang xảy ra, sẽ xảy đến. Rồi anh em biết mọi sự trong công việc mình, trong gia đình mình, trên con cái mình, trên chức vụ của mình, trên hội thánh của mình, trên những điều mà mình đang làm, mình còn phải biết. Anh em hiểu lý do tại sao Chúa Giê-xu biết trước mọi điều. Chúa biết trước là ngày giờ nào Chúa phải lên thập tự giá. Chúa biết trước là Judas Iscariot sẽ phản Ngài trong đêm nay. Chúa biết trước là những người nào lên Jerusalem là chắc chắn sẽ có những người bắt bớ Ngài. Tại sao Chúa biết, anh em biết không? Chúa Thánh Linh tỏ cho Ngài. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta khao khát biết mọi điều mà chúng ta lại không đến với Đức Thánh Linh. Mà khi khao khát quá không được rồi đến ông thầy bói. Bói tôi khỏe chứ, ngày mai tôi làm sao làm ăn cho tốt. Đúng không? Anh em biết tại sao dân sự của Chúa ngày hôm nay vẫn giấu giếm mục sư đi thầy bói không? Bởi vì hội thánh không có quyền năng. Hội thánh không nói trước được cho họ. Hội thánh không chúc phúc được cho họ. Hội thánh không giải quyết được năng đề cho họ. Cho nên họ đến thầy bói chuyện mình thôi. Tôi chẳng đáp gì cả. Cho nên nếu tất cả anh em mình đều có thời giờ với Chúa Thánh Linh thì mấy ông thầy bói thật nghiệp hết, giải nghệ hết, ai đến đâu vì Chúa Thánh Linh mới là cao siêu. Chúa Thánh Linh mới là đấng cai quản vũ trụ này. Mà ông thầy bói biết cái gì mà nói, đúng không? Cho nên là anh chị em, cái thứ hai là phải dành thời giờ cho Chúa Thánh Linh. Đó là chúng ta bắt đầu biết Chúa. Thứ ba, anh chị em ghi nhớ nha. Thứ ba, anh chị em đến buổi nhóm như thế này, Chúa Thánh Linh thanh biết nghe những lời của Chúa, cảm thấy được phấn khích trong lòng. Và bây giờ câu hỏi tôi hỏi anh chị em, ra khỏi buổi nhóm rồi thì sao? Ra khỏi buổi nhóm rồi thì điều gì dẫn dắt chúng ta? Lo lắng đời này, tiếng nói của thế gian, tiếng nói của bạn bè, tiếng nói của hệ thống này hệ thống kia dẫn dắt chúng ta,
hay là Đức Thánh Linh tiếp tục? Đó là câu hỏi chúng ta cần phải nghiêm túc. Cho nên nếu chúng ta chỉ là những tín đồ đi ngớm thôi đó, khi đến vào hội thánh thôi, ôi thấy phóng khách hallelujah tuyệt vời đó, còn ra kia thì tư tưởng mình bị điều khiển đủ thứ, thì anh chị em ơi, mình đã thất bại chính chỗ này rồi. Kinh Thánh chép trong sách Roma chương 8 câu 14 rất là rõ: phàm những người trưởng thành, hay là gọi là phàm những con cái của Chúa, thì đều được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Hay nói nôm na là những người được Đức Thánh Linh dẫn dắt là con cái trưởng thành của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta phải được Ngài dẫn dắt 24/7 trong công ăn chuyện làm, trong những nan đề của gia đình, trong những quyết định kinh doanh, trong những quyết định học tập, quyết định trong chức vụ tương lai, trong tất cả mọi điều, anh chị em ơi, phải để Đức Thánh Linh dẫn dắt mình. Và hình như con có chia sẻ một cái bài chia sẻ về thế nào Đức Thánh Linh dẫn dắt rồi. Thánh Linh dẫn dắt có nghĩa là mọi tư tưởng suy nghĩ của mình phải phù hợp với lời của Chúa, đơn giản thế thôi, thay đổi từ trong chính tâm trí, bắt đầu để cho Chúa dẫn dắt bằng cách đó. Thưa anh chị em, đời sống anh chị em sẽ là một đời sống nhận biết Chúa từng chi tiết, từng chi tiết. Anh em thấy Chúa Giêsu không? Khi Đức Thánh Linh giáng trên Ngài, hả? Ngài đầy dậy Thánh Linh, và ngay lập tức Đức Thánh Linh dẫn Ngài vào trong đồng vắng và chịu cám dỗ 40 ngày. Đó là Chúa Thánh Linh dẫn. Sao Chúa Thánh Linh không dẫn Ngài vô thành phố mà dẫn lên sa mạc? Cái đó mình không biết đâu. Có người nói thế này, nói thế nào, nói kia, nhưng con biết cái đó là Chúa làm. Dẫn Ngài xuống do sông Vô Đanh, qua bên bờ kia dẫn vô sa mạc. Các người nói tại đó vắng người, ở trên núi cũng vắng, sao dẫn lên núi dẫn vô sa mạc? Cho nên đó là việc của Thánh Linh làm. Cho nên khi Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta làm điều gì, anh chị em đừng thắc mắc, chỉ tin thôi. Amen. Đó là bí quyết. Nhiều khi mình cứ dùng cái đầu mình thắc mắc, họ trật phật ra đi, em thắc mắc không được đâu. Vì làm sao mình có thể hiểu được điều mà Ngài làm? Cho nên đối với Chúa, chúng ta hãy tin Ngài như con trẻ. Lời Ngài nói nghĩa là lời Ngài đúng, không thắc mắc. Chính sự thắc mắc của chúng ta đặt chúng ta vào thế nghi ngờ, đặt chúng ta vào cái thế hoài nghi những điều Chúa dạy. Cho nên chị em, khi Đức Thánh Linh dẫn dắt, hãy để lời Chúa làm chủ tâm trí tấm lòng của mình và tin cậy. Tin cậy. Học tập tin cậy. Tin cậy. Cho nên Chúa dẫn dắt chúng ta khác hoàn toàn với những điều mà bình thường chúng ta hay biết. Cho nên Kinh Thánh chép là những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, mà lòng người chưa nghĩ đến, thì Ngài tỏ cho chúng ta, Ngài dẫn dắt chúng ta, Ngài chỉ bảo cho chúng ta. Chúng ta cần phải tin, tiếp nhận và ra quyết định, bỏ quyết định, và đó đem cho chúng ta đến sự chiến thắng. Cho nên thưa anh chị em, trong cuộc sống của mình sẽ có những quyết định trông có vẻ như là điên rồ, đúng không? Người đời nó sao này ngu thế. Giống như cái chuyện mà đi câu cá, anh em biết câu cá không? Tôi kể câu chuyện này anh em biết là tại sao người ta nói người theo Chúa là không khôn. Anh chàng đi câu cá, bỏ mồi xuống giật thằng câu. Thằng câu hồi chẳng được cái con nào cả, nó mấy con cá này nó ngu thế. Sao nó ăn cái mồi ta nhỉ? Nhưng mà khi về nhà anh suy ngẫm lại, hóa ra cá nó khôn. Đúng không? Ăn là chết sao? Ảnh thì em cho rằng cá ngu, nó không ăn ngon,
đúng không? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cho đúng thì sao ạ? Cá khô. Cho nên mới có cái câu từ đầu đi nghe câu này nè, câu này rất hay. Cá không ăn câu nghĩ là cá già, sắt câu về nhà nghĩ lại cá khô. Đúng không? Câu đó hay chứ. Cho nên ở đời cũng vậy, nhiều khi người thế gian nghĩ mình là già. Sao mà nó làm cái nọ, nó làm cái kia như chúng ta. Sao nó cắn cái cơ mà mình giữ nhỉ? Ha? Ma quỷ nó bỏi cơ, nó nhấp nhấp nhấp. Sao thằng này nó dạy nó cắn cái cơ mình cái nhỉ? Và thật ra là mình không cắn là mình khôn đấy. Đúng không? Bởi vì mình có sự khôn ngon của Đức Chúa Trời. Mình có sự khôn ngon của Chúa. Đấy. Cho nên thế gian bảo mình vậy. Đúng không? Giống như con cái cơ bảo con cá dài thế nhỉ? Sao nó cắn câu mình? Mà thật sự đó, mình khôn đấy. Không cắn đâu. Cho nên khi Đức Thánh Linh dẫn dắt thương chị, hãy tin vào Vâng Lời. Chính sự tin vào Vâng Lời khiến cho chúng ta hưởng được những sự tốt nhất của nó. Cái sai chữ một câu 19 các bạn chứ, tin vào Vâng Lời và mình hưởng được. Cho nên cái thất bại của nhiều anh chị em mình thường là nằm ở chỗ này. Tức là chúng ta chỉ đến nhà thờ, còn ngoài nhà thờ ra, đến hội thánh, còn ngoài hội thánh ra, chúng ta để cho nhiều thứ dẫn dắt mình. Và chúng ta đọc cái câu của cái anh chàng con cá kia, đọc miệng mòn của nó. Và nó nói khô, con cá này khôn thế, nó đọc miệng mòn của ta. Thế là nó bắt anh chị em, nó hành chị em suốt đời. Cho nên tôi nói này, khi mà người ngồi kia khen anh chị em khôn á, hãy coi chừng. À, đúng không? Cái đang ngồi đâu? Mấy đứa tìm chú này khôn lắm. Tao nói gì nó cũng nghe. Đó là coi chừng. Đúng không? Một khi chơi anh chị em mà dài đó là được đó. Tao đi. Đúng không? Điều hiển nhiên đó. Cho nên sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là sự mà mắt không thấy, tai không nghe, mà lòng không nghĩ đó. Có nghĩa là người thế gian này không biết gì cả. Nhìn bên ngoài cái khổ khờ, chẳng hiểu gì cả. Cứ lờ đờ để mà biến đổi thế giới đó. Đúng không ạ? Đó là vấn đề. Đó là vấn đề. Thấy mới là vấn đề. Đó. Cho nên trong ngày lễ ngũ tuần cũng vậy. Mọi người bằng mấy ông này ông say rượu, say hết rồi, nhưng mà giảng bài 3.000 người tiếp nhận Chúa luôn. Đó là sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Cho nên chị em ạ, hãy để Đức Thánh Linh dẫn dắt mình. Người được Đức Thánh Linh dẫn dắt là người dành thời gian cho Ngài. Không có thời gian cho Ngài thì không thể nào gọi là tôi được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Không có, ảo tưởng hết thôi. Cho nên ba cái điều mà tôi vừa chia sẻ nó liên quan. Nếu chúng ta đầu phục cuộc đời mình cho Chúa thì anh chị em mới có thể dành thời gian cho Chúa. Mà anh em dành thời gian cho Chúa thì mới có thể để cho Ngài dẫn dắt được. Còn nếu không thì làm sao có. Mà chúng ta thất bại, chúng ta thiếu sự khôn ngoan, chúng ta sẽ kém may mắn, chúng ta sẽ thấy mình bị người đời chê bởi vì Chúa của nó không linh nghiệm. Người đời phải nhìn vào đời sống chúng ta, không phải nhìn vào những cái điều chúng ta làm hay là những cái hành vi chúng ta mà được, mà nó phải nhìn vào kết quả của cuộc đời chúng ta. Thấy ông này cứ lưng tưng nhưng mà tại sao vẫn cứ bình an, miệng vẫn cứ cười? Đấy mới là điều đánh động đời sống của họ, và họ mới biết à, này đạo Chúa. Cho nên chị em, tôi ao ước chúng ta cần phải được điểm thứ tư. Điểm thứ tư, bây giờ có một câu hỏi hỏi anh chị em. Khi Đức Thánh Linh đến cáo trách tội lỗi của mình thì thái độ của mình như thế nào? Điều này nó quyết định anh chị em sẽ có sự khôn ngoan của Chúa hay không. Khi chúng ta làm một điều gì đó sai, Đức Thánh Linh đến cáo trách, lắm khi chúng ta phớt lờ đi và tiếp tục làm, và điều đó dẫn chúng ta vào sự ngu dại và thất bại.
Đức Thánh Linh được sai đến để làm gì anh chị? Thứ nhất là giúp đỡ chúng ta như mình nói, nhưng còn một điểm nữa, đó là cáo trách tội lỗi chúng ta. Mục đích của Ngài cáo trách là để điều chỉnh chúng ta trở lại con đường đúng. Đôi khi chúng ta đi nhưng mà không đi thẳng, xỉa cái chân qua đây một cái, phải không? Đường mình cứ cầu quẹo như con rắn thế này, và Chúa phải đến để điều chỉnh lại. Chúa đến để nói: con ơi, con sai rồi, con suy nghĩ điều này là sai rồi, con làm điều này là sai rồi, con nói lời này là không đúng thời điểm rồi, con làm điều này là làm tổn thương anh em con rồi. Thái độ của mình như thế nào? Nếu mình cố chấp, anh em sẽ làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Cho nên thái độ của chúng ta đối với sự cáo trách của Đức Thánh Linh, nó quyết định cái tiến trình tăng trưởng đời sống tâm linh của chúng ta. Nhiều người chai lì bởi vì Đức Thánh Linh cáo trách nhiều lần, không thay đổi, không thay đổi, không chịu thay đổi, cứng đầu. Và Chúa Thánh Linh im lặng. Anh chị em, con người im lặng chưa đáng sợ bằng Chúa im lặng đâu. Khi Chúa im lặng, không có phải là Chúa không biết gì đâu, nhưng khi Chúa im lặng có nghĩa là Chúa đang cho để tự anh chị em phải biết được cái giá trị đau khổ của những lỗi lầm mà mình không chịu ăn năn. Tại sao nhiều người phải sa sút tận đáy của xã hội rồi mới bừng tỉnh để quay lại với Chúa, anh chị em biết không? Anh chị em đừng tưởng là Chúa đối xử không công bằng với họ, không đâu. Chúa đã nhiều lần cảnh cáo họ rồi, Chúa đã nhiều lần đã cáo trách họ rồi, Chúa đã nhiều lần đã khuyên nhủ họ rồi, nhưng họ cứ đường họ đi, và cuối cùng phải nằm ra gầm cầu, phải rớt xuống hông cống, bệnh viện chê, nhà trường chê, gia đình chê, xã hội chê. Lúc đó mới tỉnh ngộ. Anh chị em đọc chuyện người con trai hôn đàn chưa? Khi còn tiền còn cắm lợn để ăn thì có cái gì không? À quên, không phải cắm lợn. Khi còn tiền vẫn còn ăn chơi được thì có tỉnh thức không? Nhưng mà khi cắm lợn cũng không còn để ăn thì lúc đó mới tỉnh ra. Cho nên hôm nay thưa anh chị, tất cả anh chị em mình không bao giờ muốn để tận đáy rồi mới bừng tỉnh. Amen. Khi Đức Thánh Linh nhắc nhở, hãy cảm ơn Ngài và nói: Chúa ơi, con sai rồi, xin Chúa giúp con, rửa sạch con, đừng để con sống như thế, nói như thế, hành động như thế. Anh chị em làm như vậy, anh chị em xây dựng một cái sự nhạy bén trong tâm linh với sự đụng chạm của Đức Thánh Linh. Anh chị em sẽ trở nên một cái gì đó rất là nhạy. Anh em biết cái rờ le không? Ngày xưa tôi học điện, tôi có học cái rờ le. Cái rờ le bằng nhiệt, ví dụ nhiệt độ nó đến 30 độ là nó phải ngắt, ví dụ thế. Anh em mua cái ấm điện về, anh em sẽ biết cái điều này, không ạ? Thì cái ấm điện mà nó số không chịu một phút thôi là nó sao? Và anh chị em biết ngày xưa tôi học điện là đâu, cái giá trị của cái rờ le đắt hay rẻ nó nằm ở chỗ cái độ nhạy của nó. Nếu tôi tạo ra một cái rờ le mà đúng 30 độ nó ngắt á, thì cái rờ le này bán rất đắt, nhưng mà nhiều khi 31 độ nó mới ngắt ra, 32 nó mới ngắt, có khi 40 nó vẫn còn soi một còn thì chậm nó mới ngắt, thì những rờ le nó rẻ tiền đó. Cho nên cái giá trị của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta nhạy bén như thế nào với Đức Thánh Linh. Giá trị của chúng ta nằm ở đó. Cho nên thưa anh chị em, khi Đức Thánh Linh cáo trách, hãy ngay lập tức phân lời này, sửa sang để chúng ta có được sự khôn ngoan. Amen. Và ý kiến của rất là nhiều điều tôi có thể chia sẻ cho anh chị em buổi sáng hôm nay, để chúng ta có được Chúa Giêsu. Tất cả những gì tôi chia sẻ nãy giờ để chúng ta có được Chúa Giêsu trong đời sống của mình, để hình ảnh của Ngài được bắt đầu thành hình trong tấm lòng mình, để
để Chúa Trời có thể dùng lời Ngài, dùng thần linh của Ngài xây dựng một con người mới trong anh em giống hình ảnh của Chúa Giêsu trên đất. Đức Chúa Trời ao ước cả 2 tỷ hình ảnh Chúa Giêsu đang đi lại trên đất, 3 tỷ, 4 tỷ để biến đổi 7 tỷ người trên thế giới. Cho nên tóm lại anh chị em theo mà, chính Đấng Christ là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em có Đấng Christ, anh chị em có sự khôn ngoan. Nếu anh chị em xa rời Đấng Christ, anh chị em chẳng có sự khôn ngoan đâu. Ảo tưởng đó thôi. Cho nên anh chị em hãy nói với sứ đồ Phao-lô đó: tôi coi mọi sự như là sự lộ hầu cho tôi nhận biết Ngài. Quý dân, khi anh chị em mình có sự khôn ngoan, tất cả những vấn đề trong đời sống của mình Ngài giải quyết hết, bởi vì Ngài sống trong đời sống chúng ta mà, Ngài trói xa trong tấm lòng chúng ta mà. Cho nên đừng có tìm Chúa ở đây, đừng tìm Chúa ở kia. Anh em biết Chúa ở đâu không? Và một câu kinh thánh cuối cùng khích lệ anh chị, Cô-rinh-tô 2 chương 4 câu 6 các bạn. Anh em nghe nha, cái này là diệu kỳ. Vì Đức Chúa Trời là Đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói loa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng mê mắt Đức Chúa Giêsu Christ. Sự sáng soi trong tối tăm đã làm cho sự sáng của Chúa, nghĩa là sự khôn ngoan của Chúa, chói loa trong lòng chúng ta, trong lòng của mỗi anh em, trong tâm linh mới được tạo dựng của anh em có sự sáng của Đức Chúa Trời. Và nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là phải làm cho nó sáng lên ra, bừng ra, chiếu rọi ra, bùng phát ra để ảnh hưởng đến tất cả những người xung quanh. Đấy chính là sự khôn ngoan của Chúa hành động trong tâm hồn. Anh chị em nhớ câu chuyện Chúa Giêsu hóa hình không? Chúa Giêsu lên núi cao, và khi Ngài làm gì? Ngài đương cầu nguyện thì Ngài sáng loài, quần áo Ngài hóa lên. Sự sáng đó không phải đến từ trời, không phải nhiều người nghĩ là lúc đó ai đã chiếu sáng không. Sự sáng của Chúa Giêsu chiếu từ bên trong Ngài chiếu ra, đến nỗi quần áo Ngài trắng hết, đầy vinh quang, đầy vinh hiển. Mỗi một anh chị em có nguồn sáng ở bên trong, hãy tin đi. Vì lời Chúa nói như thế, khi anh chị em cầu nguyện nhiều với Chúa, khi anh chị em tấn công nhiều với Chúa, khi anh chị em để Thánh Linh dẫn dắt mình, khi anh chị em vâng phục Chúa, khi anh chị em nhảy bén với Chúa, sự sáng của anh chị em ngay càng sáng ra, sáng ra, sáng ra, sáng ra. Và anh chị em đến gặp người nào, người ta được chiếu sáng hết. Anh em đến gặp người bệnh nào, người bệnh đã chữa lành hết. Anh em đến gặp người ma quỷ ám nào, ma quỷ lộ diện hết. Đó là lý do tại sao tôi không nói sự sáng như cái ngọn đèn này. Tôi nói rằng sự sáng thuộc linh, sự sáng mà mắt này không thấy nhưng thế giới linh thấy. Chúng ta cần phải chiếu sáng ra, vì Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đã làm cho sự sáng của Chúa Giêsu chói loa trong lòng. Ngài đã làm cho sự sáng của Đức Chúa Trời chói loa trong lòng của mình rồi. Để làm gì? Để sự thông biết và vinh hiển của Đức Chúa Trời soi sáng lên mặt Đấng Christ, chiếu ra, phản chiếu ra. Chúng ta là phản chiếu Đấng Christ, chúng ta là hình ảnh của Đấng Christ, chúng ta là đại diện, là sứ giả của Đấng Christ trên đất này. Chúng ta phải phản chiếu Ngài, chúng ta là bản sao của Ngài, chúng ta phải nói và làm như Ngài đã nói và làm, chúng ta phải hành động như chính Ngài đã hành động. Amen. Đó là mục đích của bài giảng Ngài. Cho nên tôi khích lại anh chị em, đừng tìm ở đây, đừng tìm ở kia, nhưng Đấng Christ ở trong lòng chúng ta. Đấng Christ trong lòng, khi anh em dành thời giờ phát triển nó, dập nát con người này. Trước tiên là phải đập nát con người sáng kiến của mình này. Đó là khởi điểm.
chúng ta sẽ thấy mình khác lên, đời sống mình bằng đời khác. Cảm ơn chị, cảm ơn Chúa đầy đủ. Bây giờ tôi muốn anh chị xem sự sáng của Chúa hành động như thế nào, đúng không? Sự sáng của Ngài hành động. Dĩ nhiên anh chị em mình ở đây hôm nay ngồi đây cũng rất là nhiều nhu cầu khắp mọi nơi, nhưng mà sự khôn ngoan của Chúa sẽ có cách giải quyết cho từng anh chị em mình khác nhau. Sự sáng của Ngài đến để chữa lành cho người này, giải phóng người kia theo cách của Ngài. Amen. Tôi hy vọng rằng những lời này khích lệ lòng anh chị em tìm kiếm Chúa nhiều hơn, sống đời sống tận hiến cho Ngài và nhận lấy Ngài và phục vụ người khác. Amen. Hôm nay dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ cầu nguyện cho những anh chị em mình ngồi đây, nhưng mà tôi muốn chúng ta trước khi cầu nguyện mình làm một điều ghi nhớ điều thứ nhất trong giờ cầu nguyện đó. Tôi xin chỉ định những anh chị em đỡ người, ví dụ như hai người nam sẽ đỡ một người nam, hai người nữ sẽ đứng sau lưng một người nữ để đỡ. Một người chỉ định đánh đàn thờ phượng Chúa, một người quay phim. Còn tất cả anh chị em mình hãy ngồi yên tại chỗ và cầu thang, để chúng ta có được sự trật tự ở trong cái giờ là cầu nguyện. Giờ cầu nguyện không chỉ là cầu nguyện, tôi sẽ nói cho anh chị em biết Đức Chúa Trời hành động như thế nào. Ví dụ ngày chữa lành một con người, chúng ta phải cầu nguyện làm sao để đạt được hiệu quả. Chúa sẽ dạy cho mình những cái cách đó. Có những cái lời mặc khải, những cái lời giáo huấn, những cái lời chỉ dẫn để cho chúng ta có được cái sự lãnh hội và đến lượt mình sẽ đi phục vụ người khác. Anh em nhé. Giờ thờ phượng chúng ta vẫn cứ tiếp tục. Mình phải coi y như là chúng ta vẫn đang trong giờ thờ phượng. Chúng ta không nên gây mất trật tự. Anh em. Chúng ta không đứng đi lại lung tung phong tán đủ kiểu tư tưởng ngoài kia, chúng ta đánh mất đi cái sự trang nghiêm của cái giờ thờ phượng. Xin nhớ rằng chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời mình từ 9 giờ đến 12 giờ. Trong giờ đó chúng ta học hỏi, ca ngợi, chúc tụng, tôn thờ Ngài. Amen. Bây giờ anh chị em bắt đầu có thể thờ phượng Chúa một chút xíu để tôn vinh những điều Ngài dành cho chúng ta được không ạ? Chúng ta hãy bắt đầu đứng dậy nào. Chúng ta hãy bắt đầu đứng dậy mình tôn vinh Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.